coi vòng vòng này luôn. Thời gian trong ngừng coi. Ủa là cái gì vậy? Bò đi chị ơi. Rồi, rồi được rồi. Rồi, đi về cho bà trả lời lẹ. Đây là đối chữ nè. Còn câu nữa chị hứa bò lên trên kia. Anh đã thắng bại lại nè. Phần thắng bại lại nè, mình biết đây nè. Rồi, sợ Ti quá. Sợ nữa. Hay sợ quá, sợ mà 10 câu. Thôi, Ti thi trước, Ti Lâm. Bây giờ vậy. Riêng cái vòng này là vòng quyết định, rất là kịch tính, đề nghị không nhắc với một hình thức. Ok. Ai nhắc đâu. Bây giờ ai lên trước? Susie. Susie. Nãy làm trước rồi giờ tới ST đi. Nãy làm trước giờ tới ST đúng không? Rồi, xin mời. Chơi. ST. Yeah. Và kính thưa quý vị, ST xin thật đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trường Giang đang muốn tìm hiểu Tú nên hàng ngày đều chở Tú đi ăn. Vậy hỏi Trường Giang chở Tú đi ăn món gì? Đố chữ. Quá dễ. Trường Giang đang muốn tìm hiểu hủ tiếu. Chính xác. Hiểu Tú là hủ tiếu đó. Chỉ có mình em là dở thôi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô gái gọi người yêu là thời gian có nghĩa là gì? Đố vui. Cô gái gọi người yêu là thời gian. Thời gian là vàng bạc. Bởi vì chàng trai đó là vàng bạc của cô gái. Không, chính xác. Tất cả mọi thứ đều trôi qua, chỉ có thời gian là không ngừng trôi. Anh yêu em không ngừng. Trời ơi. Thì đó. Nhưng Lâm biết cái này em cười. Ê, đừng có giỡn nha. Lê Dương Lâm là người của mạng xã hội nha. Lâm mà trả lời được câu này em bò vòng vòng này luôn. Nè nè, Khả Như nói nè. Lâm mà trả lời được câu này Khả Như sao? Em bò vòng vòng này nè. Mấy vòng? Bò một vòng luôn. Lâm ơi, ráng Lâm ơi. Câu hỏi tiếp theo. Hoa gì chỉ có Jack trồng? Jack, ca sĩ Jack. Jack nha, mà cũng Jack trồng nha. Jack á. Đúng nhá, đúng nhá. Chúng tôi có MC à. Đom đom. Không chính xác. Không chính xác. Trời ơi. Bài mới nè. Bài mới nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi rồi. Cái câu chuyên môn mà trả lời không được. Không biết nữa. Giận tím người. Tại vì lúc anh cái nhà mà không biết nữa. Không sao, bình tĩnh. Trong bài hát Hoa Hải Đường, khi người yêu ra đi, Jack mang theo gì? Mang theo nỗi buồn. Rồi, không chính xác. Đáp án là hành trang màu da trời. Mang theo gì anh? Mang theo gì? Hành trang màu da trời. Tôi khẳng định luôn, Lê Dương Bảo Lâm không biết câu này nha. Lê Dương Bảo Lâm mà trả lời được câu này em bò thêm vòng nữa. Bò thêm vòng nữa. MV Hoa Hải Đường của Jack lên top 1 trending Việt Nam trong vòng bao nhiêu tiếng? 6, 16 hoặc là 26 tiếng. 6 tiếng, 16 tiếng, 26 tiếng, chọn vậy? Một cái. Không follow cái này. Tiếng. Chính xác. Có là bình tĩnh, tự tin. Khó. Cái gì đứng thì dùng chân, chạy thì lại không. Đứng thì dùng chân, chạy thì lại không. Hả? Đơn giản nha. À, cái xe thì dùng chân trống, còn chạy thì chạy bằng bánh. Chính xác. Vô câu hỏi thông minh là trả lời được à. Lê Dương Bảo Lâm biết câu nào? Lê Dương Bảo Lâm mà trả lời được câu này á là em với Kim Thú Kiệt bò. Ủa này dễ mà. Thiệt. Thảm gì biết vẽ, đố chữ. Thảm gì biết vẽ hả? Là thảm. Với em tôi này dễ biết rồi đó. Vậy là Harry là xui rồi. Chứ hồi nãy Trường Giang đọc là ST trả lời ngon lắm. Cọ. Vẽ là cái gì ta? Vẽ là mỹ thuật. Thảm họa. Sao lâu vậy? Áp lực anh. Bình thường đó. Trong lời bài hát xe đạp do Thủy Chi và nhóm M4U trình bày, cái gì cho anh ngàn mơ ước?
À, xe đạp. Tình... Cà đi, cà đi anh, cà đi. Tình yêu cho anh ngàn mơ ước phải không ta? Không phải. Đơn giản thôi, đơn giản thì đơn giản lại nè. Ta da da cho anh ngàn mơ ước vì nụ cười đứa đứa. Cái đó là cái gì ta? Nụ cười em. Chính xác. Wow. Hay quá. Hay. Hay. Lê Dương Bảo Lâm biết câu này. Cười. Bò luôn. Bò luôn. Bò luôn. Bò luôn. Bò luôn. Bò lên trên đó luôn. À, bò trên đó nha. Khi đeo găng tay dày ngoài việc dùng bút cảm ứng, làm cách nào để dùng smartphone mà không cần tháo găng? À, nhờ người khác sử dụng giùm. Người khác bấm giùm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Kính thưa quý vị, như vậy là ST đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Chết bà Lâm rồi. Lê Dương Bảo Lâm, nếu trả lời được những câu mà hồi nãy giờ chúng ta hay bàn tán thì Khả Như không còn là con người nữa rồi. Anh ơi, cố lên nha. Ra đèn lương thôi hả? Mấy câu vậy? Nó trả lời 5 câu mà nó hay lắm. 5 câu đó. Nè, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Nè. Thôi, lên luôn đi. Thôi lên đi, lên đi. Nó giỏi quá, mắt em thi chung chi vậy? Chơi. Đừng hỡi hồn vậy. 2 phút dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Trường Giang đang muốn tìm hiểu Tú nên hàng ngày đều chở Tú đi ăn. Vậy hỏi Trường Giang chở Tú đi ăn món gì? Đố chữ à? Đố chữ. Trường Giang đang muốn tìm hiểu, tìm Tú, hiểu Tú nên hàng ngày đều chở Tú đi ăn. Đi ăn. Tìm hiểu Tú. Hiểu Tú. Hủ tiếu. Là. Lên. Lên. Suy nghĩ kỹ ra ơi. Lâm ơi. Cô gái gọi người yêu là Thời Gian có nghĩa là gì? Đố vui kiểu thả thính á. Thời Gian hả? Thời Gian trôi. Thời Gian suốt đời. Tất cả gần gần đúng em đó. Yêu anh không ngừng. Lâm mà trả lời được câu này em bò vòng vòng này luôn. Bò đi chị ơi. Thời Gian không ngừng rồi. Bò đi chị ơi. Bò đi. Thời Gian không ngừng rồi. Bò. 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 Trời ơi. Không, 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 đi bò đi, bò. Đây là lời hứa, đây là lời hứa. Bò. Tao nghĩ chị. Một vòng nha, đúng một vòng chị tôi. Trời ơi. Rồi, được rồi, được rồi. Câu này rất đơn giản nè. Hoa gì chỉ có ca sĩ Jack trồng? Đơn giản nha, đơn giản nha. Trời ơi, em rất là mê Z luôn, thiệt sự luôn. Bài gì em cũng nghe hết. Hoa Hải Đường. Bò tiếp. Chết rồi. Thời bò nữa. Này. Đâu đâu đâu, cái này. Cái này đâu có bò. Này chưa. Bò chưa. Ủa là chưa hả? Chưa bò. Anh vừa bái em thôi. Câu này là thắng, quan trọng là thắng. Trong bài hát Hoa Hải Đường, khi người yêu ra đi, chắc mang theo gì? Ca đi anh, ca là ra à? Cái gì, cái câu gì quên rồi nè. Hồng Trình trên đôi cánh tay. Không anh, không phải câu đó. Trời ơi, là đại đi giờ. Thua đó. Trời à. Trời sao mưa giông. Trời à. Trời sao trời mây xanh. Không, không, thua. Trời mây xanh đi à. Không chính xác. Trời ơi. Hành trang màu da trời, đọc nào. Hành trang màu da trời. Hên quá. Tiếp tục. Mém bò rồi. MV Hoa Hải Đường của Jack lên top 1 trên kênh YouTube Việt Nam trong vòng bao nhiêu tiếng? 6 tiếng, 16 tiếng hay 26 tiếng? 16 tiếng. Lên. Hey. Cái này nè, cái này bò nè. Jack nữa, về Jack cho em. Không, hết rồi. Cái gì đứng thì dùng chân, chạy thì lại không? Đứng thì dùng chân xe đạp. Đúng. Học đi. Hai đứa bò nhớ không? Lê vô bà Lâm mà trả lời được câu này á là em với Kim Thu Kiệt bò. Cái gì lỡ thôi. Hai đứa bò. Bò đi. Bò đi. Bò đi. Bò đi. Không nha. Ai mượn vậy? Ai mượn vậy? Tại chị. Trời ơi vui vẻ. Đừng cho chị em bò. Giang khỏe không? Khỏe không? Rồi. Rồi được rồi. Rồi đi về cho phải trả lời lẹ. Đây là đố chữ nè. Còn câu nữa chị hứa bò lên trên kia. Ok. Đố chữ nè. Thảm gì biết vẽ?
quá đơn giản. Thảm họa. Lên. Hai câu nữa thôi. Hai câu nữa thôi. Dễ không anh, câu này dễ không? Trong lời bài hát Xe đạp do Thùy Chi và nhóm M4U trình bày, cái gì cho anh ngàn mơ ước? Đơn giản thôi, đơn giản thôi. Ca đi anh ca, anh ca. Đơn giản thôi, suy nghĩ kỹ. Xe đạp ơi. Phải phải đó không? Không phải. Cố lên. Nụ cười. Nụ cười gì? Nụ cười gì? Nụ cười gì? Nụ cười em. Lên. Trời. Hay vậy? Ủa câu này phải chị hứa mệnh cho anh không? Chưa, 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 câu sao? Khi đeo găng tay dày, ngoài việc dùng bút cảm ứng, làm cách nào để dùng smartphone mà không cần tháo găng? Cắt đầu ngón tay. Từ từ chưa nha. Được không? À, cắt cái đầu găng á hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đâu tháo găng đâu. Má em nhổ cỏ vậy á, bà nhổ cỏ là phải cắt cái đầu ngón tay để cảm nhận cái đầu ngón tay. Đúng rồi, đúng rồi. Lên. Lên. Một cái nữa anh ơi. Dễ không anh, câu dễ không? Xuống nha. Điền từ còn thiếu vào câu ca dao sau. Đời người có một găng tay, ai hay ngủ ngày. Ủa cái này dễ mà, câu này dễ mà. Đời người có một găng tay, ai hay ngủ ngày chấm chấm chấm. Mất cả thanh xuân. Không, chính xác. Ai hay ngủ ngày còn có nửa gan. Trời trời trời. Ủa trời, câu gì kỳ vậy? Còn có nửa gan, tức là khi mình ngủ một ngày nhiều quá thì cái giờ thời gian làm việc mình không còn nhiều. Câu tiếp theo. Vì sao khi leo lên núi tuyết không được hét tiếng gọi to? Quá dễ. Dễ quá. Khi mình leo leo núi tuyết mình không được: ê Lâm ơi. Tại vì không khí lạnh nó vô nó bị hư phổi. Nó bị đau phổi. Không thì sao? Thiệt luôn á. Ai biết? Tại vì tuyết nó sẽ lỡ. Lỡ tuyết. Sóng âm làm lỡ tuyết. Lỡ tuyết có nguy hiểm. Chết người nguy hiểm. Như vậy là Lê Dư Bảo Lâm lại một lần nữa ngang tài ngang sức. Ngang tài ngang sức. Năm đáp án liên tiếp.